rằng pa quy sa na bắp ba ta nàng quy qua rằng pa quy sa. Giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Na an ta li kề na sa mút đa mắt kề na bắp ba ta nàng quy qua rằng pa quy sa. Na an ta li kề na sa mút đa mắt kề na bắp ba ta nàng quy qua rằng pa quy sa. Na an ta li kề na sa mút đa mắt kề na bắp ba ta nàng quy qua rằng pa quy sa. Rồi bây giờ qua câu ba câu bốn. Na bắp ba ta, wow, sao kỳ vậy? Dương câu à, dương câu à, khoan 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 khoan, phải sửa lại à, chiếc kim này, chiếc tình à, đưa lên dương câu. Quý vị chàng chú, sao kỳ cục vậy nè à, để khoan để coi câu của Huỳnh Phong nó anh ta lấy kênh nó mỗi sáng mai kênh nó học nó bảo bánh hà năng với hoàng bảo vệ cho nó với trái thịt xô cho nó thịt bất đề xô nó phải thịt bánh nhắc nó phải hay giám áp chú à, sao câu kỳ cục à, bây giờ coi như na quy chát tí sô ở đây na bút chát tí sô là sao à, sức kem coi lại bài học ha. Rồi bây giờ có bi của ai của Huỳnh Phong à, copy của Huỳnh Phong ha à, bây giờ rất mạng cho nên quý vị thông cảm bị máy tự sửa ha. Sửa hay quá ha, đưa bài lên làm quê độ luôn à, nên là chiếc kim làm rối độ hình. Ai đây là copy của Huỳnh Phong ha. Rồi bây giờ ôn lại câu 1, câu 2. Na anh ta li kề na samut dhammacce na bap ba ta nang quy quá rằng pa quyết xa. Đọc lại có một câu hai tiếp theo. Na ta li kề na sa mút đa mắt chê na bắp ba ta nàng quy quá rằng pa quy sa. Na anh ta li kề na sa mút đa mắt chê na bắp ba ta nàng quy quá rằng pa quy sa. Rồi câu ba câu bốn. Na quy chát tí sô chát phát tiếp phát đề sô na quy chát tí sô chát gát tiếp phát đề sô na quy chát tí sô chát gát tiếp phát đề sô. Và câu cuối cùng ya tha thi tăng nắp ba sa hay ya mắt chú ya tha thi tăng nắp ba sa hay ya mắt chú ya tha thi tăng nắp ba sa hay ya mắt chú. Bây giờ ôn lại câu ba câu bốn. Na quên cha ti sô cha ga tiếp ba đề sô ya tha thi tăng nắp ba sa hay ya mắt chú na quy chát tí sô chát ga tiếp bát đề sô giác
tha thi tăng nắp bát sa hay yamat chu na vi chati so chăng tế phát đề so ya tha thi tăng nắp bát sa hay yamat chu. Bây giờ ôm lại từ trên xuống dưới. Na antalik thế na su damat chế na bắp bát ta năng quy hóa rằng pha quy sanh na quy cha ti so cha ca ti ba đề so ya tha thi tăng nắp pa sa hay ya ma chu na an ta li khe na sa mu da ma che na pa ba ta năng quy hóa rằng pha quy sanh na quy cha ti so cha ca ti ba đề so ya tha thi tăng nắp ya ma chu na an ta li khe na sa mu da ma che na pa ba ta năng quy hóa rằng pa quy sa na quy cha ti so cha ca ti ba đề so ya tha thi tăng na ba sa hay ya ma chu. Với câu số 2 nó là đoạn âm à, cho nên quý vị quan hỷ ha, tìm chỗ nào có trường âm thì quý vị dừng à, trong cái cách đọc đó. Chỗ nào là trường âm thì quý vị cứ dừng ở đó ha. À, cái ở đây cuối câu số 2 quý vị thông cảm. Và chúng tôi xin đưa lại bài học ha. Bài học này đã chỉnh sửa, xin đọc lại một lần nữa ha. Na an ta li khe na sa mu da ma che na pa pa ta năng quy hóa rằng pa quy sa na quy cha ti so cha ca ti pa đề so ya tha thi tăng nắp ba sa hay ya ma chu. Rồi bây giờ trong cái dòng kinh nó là vậy, bây giờ qua dòng kệ ha. À, dòng kệ thì đọc sao quý vị nghe được, mà kệ là cũng được hết á. À, tức là quý vị đọc với tất cả tâm lòng ha. À, na an ta li khe na sa mu da ma che na bấm ba ta năng quy hóa rằng ba quy sa na quyên cha tí số cha ca tiệp ba đế số ya thát thi tăng nập ba sa hay ya ma chu. Na an ta li khe na sa mu da ma che na ba ta năng quy hóa rằng ba quy sa quyên cha tí số cha ca tiệp ba đế số ya thát thi tăng nập ba sa hay ya ma chu. Na an ta li khe na sa mu da ma che na bấm ba ta năng quy hóa rằng ba quy sa na quyên cha tí số cha ca tiệp ba đế số ya thát thi tăng nập ba sa hay ya ma chu. Rồi phần tiếng Việt, phần tiếng Việt để copy đưa lên chung ha. Phần tiếng Việt ngày Hòa thượng Minh Châu ngày dịch thế này: không trên trời giữa biển, không lấn vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Không trên trời giữa biển, không lấn vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. À, Hòa thượng Minh Châu. Ồ, sa thủ. Hôm nay Quỳnh Phong rất là tiến bộ, nhưng mà Sĩ Kim Nhung mà sức khỏe không được tốt ha. Hôm nay tập thể dục dữ à. Chạy ra rồi cái chấn chạy vô, rồi coi như rất mạnh, rồi chạy ra.
Ai chị Kim Nhung hôm nay sức khỏe không được ổn ha. Rồi bây giờ thấy ba bàn tay chị Meta, chị Kim, chị Kim Nhung để lên rớt xuống mà cũng đưa tay ha. À, cũng quấn nha. Rồi thêm chị Hồng Mai nữa. Rồi chị Hồng Mai ở phía dưới đỡ chị Kim Nhung ha. Rồi xà tu xà tu. Xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Đạo Men. Dạ, quý vị khác có nghe được âm thanh của Meta không quý vị? Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ như chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu Pháp Cú 128 ạ. Na an ta lịch khề na sa mô đa mắt chề na bắp ba ba tăng. Dạ, con đọc sai rồi. Bữa nay con học cũng không được khỏe cho nên nãy giờ con cứ ho hoài. Và con xin đọc lại, và con xin sám hối. Con xin đọc lại: Na an ta lịch kề na sa mốt đa mắt chề na bắp ba ta năng quỷ qua rằng ba quy sa na vượt cha ti sô cha ga tiếp ba đề sô yat thát thi tăng nắp ba sa hay gia mặt chú. Dạ, con xin phân tích ạ. Ná đoạn âm anh trường âm nhấn, tá đoạn âm lịch trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, ná xá hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, đá đoạn âm mắt trường âm nhấn, chê âm thông thường, ná đoạn âm bắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý quá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, quýt trường âm nhấn, xá đoạn âm. Na anh ta lịch kề na sa mô ta mắt chề na bắp ba ta năng quý quá rằng ba quýt xá. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ná đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá, tí, hai đoạn âm, xô, trường âm thông thường, chá, gá, hai đoạn âm, tiếp, trường âm nhấn, bá, đoạn âm, đê, xô, hai trường âm thường, giác, thác, hai trường âm nhấn, thí, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nắp, trường âm nhấn, bá xá hai đoạn âm, hay trường âm nhấn, giá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm. Dạ, con đọc lại câu 3 và câu 4. Na quýt cha ti sô cha ga tiếp ba đề sô yat thát thi tăng nắp ba sa hay gia mắt chú. Dạ, con đọc lại toàn bài. Na anh ta lịch kề na sa mốt đa mắt chề na bắp ba ta năng quỷ qua rằng ba quy sa na vượt cha ti sô cha ga tiếp ba đề sô yat thát thi tăng nắp ba sa hay gia mắt chú. Na, dạ, con kéo xuống. Na anh ta lịch kề na sa mốt đa mắt chề na bắp ba ta năng quỷ qua rằng ba quy sa na vượt cha ti sô cha gắt ti ba đề sô yat thát thi tăng nắp ba sa hay gia mắt chú. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tai thần chết. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể.
Na an ta lịch khê na sa mút đa mặt chê na bập ba ta năng quỳ quả răng ba huyết xa na quật cha ti so cha gã tiếp ba đê so yat tha thi tăng nạp ba sa hay gia mặt chô. Dạ, con đã đọc và kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính mời cô Kim đọc tiếp tục ạ. Con xin kính chào Phi Ký Đức, sư Phước Sang, các sư Núp Lùm, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Hai người cho tín hiệu rồi đó, hai người chắc đủ rồi đó. Ơi, thêm hôm mai nữa, ba người quá đủ rồi. Thôi bây giờ trả bài thôi, rồi đi nấu cơm. Hết tôi ăn rồi. Bữa nay sư kể ngộ đó chứ, sư kể cái kiểu đó kiểu gì, không đón ra nó con nghe quen quen. Mà không biết cái kể đó giống như nào con biết, nhưng mà lạ lắm, bữa nay sư kể lạ như sư. Còn biết mà đời vô thường mà. Bữa nay sư kể dày, bữa kia sư kể cái kia, cái nọ. Nhưng mà miễn có kể là được rồi. Thôi bây giờ con đi trả bài, con không nói nhiều nữa, con phải đi làm công việc đó con nữa. Cảm ơn quý vị đã cho báo tín hiệu là nghe rõ ràng. Và bây giờ cô Kim sẽ đọc rõ ràng để trả bài. Trời ơi, sư đang ngồi coi đó, nói nhiều đi rồi đọc sai sẽ bị xử tội. Không sao đâu, con sẽ đọc đàng hoàng lắm. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 128. Na anh ta lít khề, na sông múc đám mắt chề, na bắp bá tà nặng, quý quá rằng, pha huyết cha na huyết cha tí sô, cha gá tiếp pha đề sô, giác pháp tí tăng, na pha xa hầy, giá mắt chú. Trời, đọc hơi đó. Mà thôi mà, để thở chút nên đọc thêm lần nữa. Bài trước, huyết cha tí hôm nay. No, sư sửa rồi, vẫn quýt trá tí, không có quýt trá tí nữa. Nhưng mà trá tí cũng được, trá tí cũng được. Nhưng mà sư sửa là quýt trá tí rồi đó, Giang Nhật Hà gì đó. Cứ đọc quýt trá tí đi, đừng có tí tiếc gì nữa. Ok, sư nói sao thì nghe vậy đi. Người phải dễ dạy nghe, nói sao nghe vậy, còn làm hay không làm, còn hiểu, còn đồng ý không là chuyện của Giang Nhật Hà nha. Ok, đọc lại nha. Na anh ta lít khề, na sông múc đá mắt chề, na bắp ba tà nặng, quý quá rằng, ta quýt xa na quýt cha tí sô, cha gá tiếp pha đề sô, giá tí tăng, na pha xa hầy, giá mắt chú. Phân tích câu 1 và câu 2. Na đoạn âm, anh trường âm nhắn, ta đoạn âm, lít trường âm nhắn, kề trường âm thông thường, na xá hai đoạn âm, múc trường âm nhắn, đá đoạn âm, mắt trường âm nhắn, chê trường âm thông thường. Câu số 2. Ná đoạn âm, tắp trường âm nhắn, đá đoạn âm, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo nguyên âm. Quý quá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá đoạn âm, quý trường âm nhắn, xá đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3 và câu 4. Rồi phân tích câu 3, câu 4. Na anh ta lít khề, na sông múc đá mắt chề, na bắp bá tà nặng, quý quá rằng, pha huyết sa na huyết cha tí sô, cha gá tiếp ba đề sô, giác thắc thi tăng, na pha sa hầy, giá mắt chú. Phân tích câu số 3. Trời ơi, trời nó lạnh, hơi sổ mũi một chút. Na đoạn âm, huyết, quýt trường âm nhắn, giá tí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, giá giá hai đoạn âm, tiếp trường âm nhắn, bá đoạn âm, đê xô hai trường âm thông thường. Câu cúng cùi, hai câu cuối cùng, dắt thắt hai trường âm nhắn, thí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo nguyên âm, nát trường âm nhắn, đá xá hai đoạn âm, hay trường âm nhắn, giá đoạn âm, mắt trường âm nhắn, chú đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Na quýt cha tí sô, cha gá tiếp pha đề sô, giác thắp tí tăng, nát pha xa hầy, giá mắt chú.
na an ta lực khe na sa mục đa mắt khe na bắp bá ta nàng quý quá rằng ta quý xa na quýt cha ti sô cha ti pha đề sô giác thấp ti tăng na pha sa hay giác chú na ăn ta lên kê na sa mục đa mắt kê na bắp bá ta nàng quýt quá rằng ta quýt xa na quýt cha ti sô cha cha ti pha đề sô giặc thập ti tăng na pa sa hay ya mắt chu na ăn ta lên kê na sa mục đa mắt kê na bắp ba ta nang quýt quá rằng ta quýt xa na quýt cha ti sô cha cha ti pha đề sô giặc thập ti tăng na pa sa hay ya mắt chu không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, chỗ nào, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Ừ, thần chết là nghe ghê lắm. Đây là bản dịch của gọi là Hòa Thượng Thầy có Thích Minh Châu, nhưng mà Minh Châu hay Hòa Thượng Thích Minh Châu gì cũng vậy, Ngài cũng đã quy y rồi, Ngài cũng chết rồi, chứ tiên rồi. Ai, gì đây? Nói trời ơi, thấy ba cái bông mai hướng dương vàng khè đó, chắc là không có chuyện gì hết đi ha. Còn cảm ơn cô Hồng Mai, The Man, rồi Meta cho bông hoa, rồi vỗ tay, vỗ chân nữa, chắc không có gì sai đâu ha. Nhưng mà có sai cũng sửa thôi. Chiếc lá mùa xuân ha, lên đọc đây nha. Ok, con cảm ơn quý vị đã cho bông hoa. Nếu mà con có gì sai, xin các các cô tu nữ cùng quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con xin cảm ơn dành đường mái cho người khác. Không biết thấy cô Kim Nhung không nữa. Ok, bye. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Thanh Tâm, kính lễ sư Trúc Sang, kính lễ quý sư, kính chào cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, con chị Nhung chỉ cái máy chị không nghe rõ, cái âm thanh nó bị giật không có liên tục, cho nên chỉ xin phép sư cho chị rời room luôn ạ. Dạ, tiếp đây thì con sẽ đọc câu pháp cú số 128. Na an ta lít khề na sa mút đa mắt chề na pap ba ta nàng quy quá rằng pa quy sa na quy cha ti sô cha gáp tít pa đề sô giáp tháp thi tăng nắp pa sa hay ya mắt chú na an ta li khe na sa mút đa mắt chê na pap ba ta nàng quy quá rằng pa quy sa na quy cha ti sô cha gáp tít pa đề sô giáp tháp thi tăng nắp pa sa hay ya mắt chú. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná đoạn âm, âm trường âm nhấn. Tá đoạn âm, lít trường âm nhấn. Khê trường âm thông thường. Ná, xá hai đoạn âm. Mút trường âm nhấn. Đá đoạn âm. Mắt trường âm nhấn. Chê trường âm thông thường. Ná đoạn âm. Táp trường âm nhấn. Bá đoạn âm. Ta trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, quá hai đoạn âm. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá đoạn âm. Quýt trường âm nhấn. Xá đoạn âm. Na an tích khê na sa mút đa mắt chê na pát ta ta năng quy quá răng ta quýt xá. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ná đoạn âm. Quýt trường âm nhấn. Chá tí hai đoạn âm. Xô trường âm thông thường. Chá gá hai đoạn âm. Tiếp trường âm nhấn. Phá đoạn âm. Đê xô hai trường thông thường. Giáp tháp hai trường âm nhấn. Thí đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nắp trường âm nhấn. Phá xá hai đoạn âm. Hay trường âm nhấn. Giá đoạn âm. Nắp trường âm nhấn. Chú đoạn âm. Na vít cha tí xô cha gát tít pa đề sô giáp thấp thi tăng nắp ta sa hay ya mắt chú. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 128. Na an ta li khe na sa mút đa mắt chê na pap ta ta năng qua răng pa vít sa na vít cha ti sô cha gát tít pa đề sô giáp
hát ti tăng nát ba sa hay ya mắt chu na an ta lê kê na sa mút đa mắt chê na pap ba ta nang vi qua rằng ba vi sa na vi cha ti so cha gat ti ba đề so yat hát ti tăng nát ba sa hay ya mắt chu không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Na an ta li khe na sa mut da mat che na pap pa ta na ngi wa ram pa wi sa na wi cha ti so cha ga ti pa de so ya tha ti tang na pa sa hay ya mat chu na an ta le khe na sa mut da mat che na pap ba ta nang wa rang pa wi sa na wi cha ti so cha ga ti pa de so ya tha ti tang na pa sa hay ya mat chu. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉ sửa giùm ạ. Dạ kính cảm ơn, kính chào ơn sư, cảm ơn đạo tràng. Dạ xin mời chiếc lá mùa xuân. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú 128. Na an ta lik khe na sa mút ta mắt chê na pap bát tà năng quy hoa rằng bát viết sanh quýt cha ti so quýt cha ti so cha gắt tít ba đề so giác tháp thi tầng nắp ba sa hay gia mắt chú na an ta lích khề na an ta lích khề na sa mút đa mắt chề na bát ba tà năng quy qua đường ba quyết xá ná là đoạn âm anh trường âm anh là trường âm nhấn ủa đúng ta ná dạ anh là trường âm nhấn tá đoạn âm lít là trường âm nhấn khê trường âm thông thường ná xá hai đoạn trường âm nhấn đá đoạn âm mắt thì trường âm nhấn chê trường âm thông thường ná đoạn âm bắp trường âm nhấn bá đoạn âm ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý quá hai đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bá đoạn âm quýt trường âm nhấn xá đoạn âm đọc lại câu một vậy ha. Na an ta lik khe na sa mut dam na an ta lik khe na sa mut dam mat che na pa pa ta nang vi wa rang ba wit sa na wit cha ti so cha ga ti pa de so ya tha thi tang na pa sa hay ya mat chu na lãnh âm wit là trường âm nhấn chá đoạn âm ti so là hai trường âm thông thường chá gá hai đoạn âm tiếp trường âm nhấn bá đoạn âm đê xô hai trường âm thông thường giáp tháp hai trường âm nhấn thí đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm náp là trường âm nhấn bá xá hai đoạn âm hay trường âm nhấn giá đoạn âm mắt trường âm nhấn chú là đoạn âm. Đọc lại câu 3 và 4. Na wit cha ti so cha ga ti pa de so yat that thi tang na pa sa hay ya mat chu. Đọc lại câu 28. Na an ta lik khe na sa mut ta mat che na pa pa ta nang wi wa rang ba wi sa na wit cha ti so cha ga ti pa de so yat that thi tang na pa sa hay ya mat chu na an ta lik khe na sa mut ta mat che na pa pa ta nang vi qua rằng ba vi sa na vi cha ti
so jagati pade so yathati tang napasa hay yamachu na antalikhe na samudda macche na papa nang viwarang bavissana vichati so jagati pade so yathati tang napasa hay yamachu. Không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên trời trốn khỏi tay thần chết, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời Đạo Tràng. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô. Dạ, con xin chào Đạo Tràng. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Dạ, con xin chào quý Đại Đức. Con xin chào quý cô tu nữ. Con xin chào Đạo Tràng. Dạ, giờ con xin đọc câu pháp cú 128. Na antalike na sammuddam macce na papatanang vivarang pavissa na vicchatiso jagati padeso yathatitang na Pasahaya Machu Yamachu. Dạ, con xin đọc lại ạ. Na Antalike Na Samudamache Papatanang Na Papatanang Vivaram Bavisa Na Vichariso Jagatipat Teso yathat titanam papasahaye machu. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na đoạn âm anh trường âm nhấn tá đoạn âm lick trường âm nhấn khe trường âm thông thường na đoạn âm xá đoạn âm mút trường âm nhấn đá đoạn âm mắt trường âm nhấn chê trường âm thông thường ná đoạn âm pá pắp trường âm nhấn pá đoạn âm ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo dạng nguyên âm viết phá hai đoạn âm răng trường âm đọc theo dạng nguyên âm pá ví à, pá trường à, đoạn âm pá đoạn âm vít trường âm nhấn xá đoạn âm ná đoạn âm vít trường âm nhấn chá đoạn âm tị xô hai trường âm thông thường chá gá hai đoạn âm tiếp trường âm nhấn pá đoạn âm đê xô hai trường âm thông thường giá trường giá thá hai trường âm nhấn thí đoạn âm tăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm náp trường âm nhấn pá xá hai đoạn âm hay trường âm nhấn giá trường giá đoạn âm mắt trường âm nhấn chu trường chu đoạn âm. Dạ, con đọc lại câu 1 câu 2 ạ. Na antalike na samudang machen na papata nang vivaram pavisa na vichati so jagati pateso yathatitan napap
sa hê ya ma chu. Dạ con xin đọc bài kệ ạ. Na antalike na samutamache na papatanang visavaram pavisa na vicariso jagati pariso yataridanang na pasahe yamacho na antalike na samundamache na babatanam vivaram bhavisa na vichariso chakati bariso yataritanam na pasahe yamacho. Dạ con xin đọc lại tiếng Việt. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Dạ con xin hết, con xin quý quý thầy, quý cô tu nữ và đạo tràng sửa bài cho con, và con xin nhường lại mic nha. Nam mô Phật thầy, nam mô tham mà giá, nam mô sanh thầy. Dạ con kính lãnh lễ chư đức chư tôn đức tăng, kính lễ các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn mọi người cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con xin trả bài cầu kinh pháp cú số 128. Nat an talit khe nasamut damat che nabap bata nang wiwa wir qua rằng ba vứt sa na vứt cha tì sô cha gắt tít ba đề sô thát tí thằng tí tằng nắp ba sa hay giá mắt chú. Dạ con đọc lại. Nát an ta lì khê na sa mút đa mắt chê nắp ba ba ta năng quý qua rằng ba vứt sa na vứt cha tì sô cha gắt tít ba đề sô dắt thát tít tằng nắp ba sa hay giá mắt chú. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu. Na an tát lít khê na sa mút đá mắt chê ná đoạn âm on trường âm nhấn tá đoạn âm lít trường âm nhấn khê trường âm thông thường ná đoạn âm ná xá hai đoạn âm mút trường âm đá đoạn âm mắt trường âm nhấn chê trường âm thông thường ná an tát lít khê ná xá mút đá mắt chê ná ba ba tà năng quý quá rằng ba quýt xá ná đoạn âm ba trường âm nhấn ba đoạn âm ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng ngâm quý quá hai đoạn âm răng trường âm thông thường ba đoạn âm quýt trường âm nhấn xá đoạn âm ná bắp ba tà năng quý quá rằng ba quýt xá na an tát lít khề na sa mút đa mắt chề na bắp ba tà nằng quý qua rằng ba quýt xá na đoạn âm quýt trường âm nhấn trá đoạn âm ti trường âm thông thường ti sô hai trường âm thông thường trá đoạn âm gác trường gác đoạn âm trá gác hai đoạn âm tiếp trường âm nhấn bá đoạn âm đê sô hai trường âm thông thường na quýt cha tì sô trá gác tiếp ba đê sô gác trường âm nhấn gác tha hai trường âm nhấn thí đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm nát trường âm nhấn bá xá hai đoạn âm
hay trung âm nhấn, giá đoạn âm mắt trung âm nhấn, chú đoạn âm trước dạ chú đoạn âm. Dắt tha tít tăng nắp ba sẽ dắt tha tít tăng nắp ba sa hay giá mắt chú na wut cha ti na wut cha ti so cha ga tít ba đề so dắt tha tít tăng nắp ba sa hay giá mắt chú. Con xin đọc lại na an ta li na an ta lit khe na samut da mat che na pat pa ta nang quy qua rằng ba wut sa nat wut cha ti so cha gat tip ti so tha tit tang ba sa hay ya mat chu chu na an ta lit khe na samut da mat che na pat pa ta năng quy qua rằng ba quýt sa ná quýt cha tì sô cha gắt tít ta đề sô dắt thát tít tần na ta sa hì giá mắt chú. Không trên trời giữa biển, không lấn vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tai thần chết. Bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có sai xin chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính tri ân Boss Bài. Dạ anh Giang Nhật Hạ hỏi con là hôm qua đăng bài quýt trà tí, nhưng mà hôm nay là cái câu số 2 đó thưa ngài, nát quýt trà tí, thì hôm qua anh ấy đăng bài là nát quýt trà tí, mà hôm nay là đăng bài là nát quýt trà tí, thì anh hỏi con biết là đúng hay sai. Nhưng mà con thấy đăng bài sao thì con đọc vậy. Dạ con xin trao mất lại cho cái tiếp. Alo, 123, 123. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang và đến với Pháp Hội. Sa thủ Sikha đọc quýt chát tì sô ha, quýt chát tì sô là bất chước theo chiếc lá mùa xuân. Chiếc lá mùa xuân đọc quýt chá ti sô, rồi Quỳnh Phong cũng đọc quýt chá ti sô. Nhưng mà trước mấy người trước á, là Sích Hồng Mai, Sích Kim, Sích Mê Ta, quýt chá ti sô, quýt chá ti sô ha. Rồi tí sô hay là ti sô, quýt chá tí hay quýt chá ti, thì quý vị muốn đọc sao cũng được hết á. Quý vị nhìn theo bài vở trong sách thì đọc là quýt chá tì, nhưng mà chỉnh sửa ở đây quýt chá tí, sửa ở đây là quýt chá tí chứ không phải quýt chá tì, mới động từ mà. Nhưng mà hôm nay á Sư Thà đã đọc không có kể phân tích trường âm đoạn âm, nhưng mà muốn tạo cho đạo tràng có chú ý nghe hay không. Sĩ Hà muốn thử thách đạo tràng phải không? Alo, trong cái phần phân tích Sĩ Hà có chất máy không? Muốn đạo tràng lắng nghe mình đọc đúng hay sai ha. Cho nên có một chỗ xíu mấy ta chú ý nè. Ừ, Huynh Nhật Giang Nhật Hà cũng có nghe nè. Tại Sĩ Hà muốn tạo sự chú ý để coi đạo tràng có lắng nghe mình đọc hay không. Đó, cái chữ quý quá rằng, quý quá rằng, hai đoạn âm một trường âm, mà trường âm này đâu phải là trường âm thông thường đó. Chữ răng này đâu phải là trường âm thông thường, nhưng mà Sĩ Hà đọc đó là trường âm thông thường và thấy đạo tràng im ru ha, tưởng rằng đã qua mắt được. Trong khi đó Sĩ Mê Ta nè, rồi Huynh Giang Nhật Hà vẫn theo dõi
Chí Quang Thanh cũng theo dõi luôn. À, không có qua mặt được nha. Quy qua răng là quy qua răng, mà răng này không phải là trường âm thông thường. À, chị Hà chú ý ha. Rồi, bây giờ mời Sĩ Quang Thanh. À, con kính đình lễ bảo. Cô alo à? Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai. Cảm ơn cô Meta. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con lễ Sư Thanh Tâm. Và con kính đảnh lễ Sư Phước Giang. Sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Xin đọc bài câu pháp cú 128. Và con kính cảm ơn Ngài đã bót bài. Na an ta li khe na sa mut đam che na ba ba ta năng quy quát ba quy sana sana quy cha ti so Chagati bi, con xin sám hối chỗ này. Na quy, con xin phép đọc lại, con nghĩ phân tâm. Na an ta li khe, na sám mút đa mếch chê, na ba ba ta năng quy qua, rằng ba sa na quy cha ti so, Chagati bi so rat. Thát thi tăng na ba sa hay ra mạch chú na an ta lít khê na sàm mút đa mạch chê na ba ba ta năng quy qua rằng ba quy sa na quy tô cha ga đề số ra thi tạp tích công ná là đoạn trường âm nhấn khê thông ná là đoạn âm ná xá là hai đoạn âm mút là trường âm đá mách là nhấn chê là trường âm Na an khê na sam mút đa mây kê. Ná là đoạn âm, báp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, quá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Na ba ba ta năng quy qua rằng ba quy sa ná là đoạn âm, quy là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ti sô là hai trường âm thông thường, chá gá là hai đoạn âm, tiếp là trường âm, bá là đoạn âm, đê sô là hai trường âm thông thường. Na quy cha ti so cha ga ti ba đề so rát hát là hai trường âm nhấn, thí là âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, náp là trường âm nhấn, bá xá là hai đoạn âm, hay là trường âm nhấn, giá đoạn âm, mách trường âm nhấn, chú đoạn âm, ra tha thi tăng na ba sa hầy ya mạch chú. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Na an ta li khe na sa mút đa mạch chê na ba ba ta năng quy qua rằng ba quy sa na quy
cha ti so cha ga ti ba de su ra ta ti tăng na ba sa hay ra ma chu. Không trên trời dưới, không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Đấy là quả báo thượng Thích Minh Châu. À, con xin kể. Na an ta lít khê là na sa mút đa mê chê na báp ba ta năng quỷ quá răng ba quý xa na quýnh cha ti sô cha kim ti ba đê sô ta thát thi tăng na ba sa hay ya mách chu nan ta lít khê na sa mút đa mách chê na báp ba ta năng quỷ quá răng ba quý xa na quýnh cha ti sô cha gam ti ba đê sô ra thát thi tăng na ba ha rây ma mách chu. Dạ con đã đọc xong, con có sai, mong ngài Chí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Thanh Tâm, sư Quán Thư Pháp Trang, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 128 ngày hôm nay ạ. Dạ, để con kéo bài xuống. Dạ. Na an ta li khe na sa mut da ma che na pa pa ta nang wi wa rang ba wi sa na wi cha ti so cha ga ti pa de so ya tha thi tang na pa sa he ya ma chu. Na an ta li khe na sa mut da ma che na pa pa ta nang wi wa rang ba wi sa na wi cha ti so cha ga ti pa de so ya tha thi tang na Pasahayamachu. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Na antalikhe na samuddamacche na pappata nang wiwarang bawitsa. Na là đoạn âm, an là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, lik khe, lik là trường âm nhấn, khe là trường âm thông thường, âm mut là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, quá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Na an ta lik khe na samut da mat che na bap pa ta nang vi wa rang pa wit sa. Dạ câu số 3 và câu số 4. Na wit cha ti so cha ga ti pa de so ya tha thi tang na pa sa hay ya mat chu. Na là đoạn âm, wit là trường âm nhấn, cha tí là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, cha cá là hai đoạn âm, tiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đê, xô là hai trường âm thông thường, giát, thát là hai trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nắp là trường âm nhấn, bá, xá là hai đoạn âm, hay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chú là đoạn âm. Na wit cha ti so cha ga ti pa de so ya tha thi tang na pa hay ya mat chu. Dạ con xin đọc lại ạ.
na an ta li khe na sa mut da mat che na pa pa ta nang vi wa rang pa wit sa na wit cha ti so cha ga ti pa de so ya tha thi tang na pa sa he ya mat chu. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na an ta li khe na sa mut da mat che na bap ba ta nang wi wa rang ba win sa na wit cha ti so cha ga tip ba de so yat hat thi ta nam ba cha hay ya ma chu. Na an ta linh khê na sa mụn đa mắt chê na bạp ba ta năng vi hoa răng ba huyết xa na huyết cha tí so cha ga tiếp ba đê so ya thát thi ta nạp ba sa hay ya mắt chu. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời cô Pháp Nguồn Lào Cai ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Trang, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, Sư Trân Tịnh. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tư nữ Tuệ Duyên. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Metta, cô Hồng Mai, Sư Quang Thành đã cho biết tín hiệu. Dạ thấy Huỳnh Giang Nhật Hà đọc hay quá, ngưỡng mộ quá. Bài này thì khó, con nhìn con đã thấy hoa hết cả mắt. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú 128 ạ. Dạ. Na an ta li khe na sam mut đa mắc chê na pa pa ta năng vi wa rằng pa vi sanna vi cha sanna vi chat ti so cha ga ti pa de so yat that thi tăng na na pa sa hay nappa sa hay yamachu. Con xin phép được đọc lại ạ. Na an ta lik khe na sa mut da mach che na ba na pa pa ta nang wi wa rang pa wi sa ha wi chat ti so. Dạ cái đoạn này con phải đọc lại cái chỗ trường âm. Quy qua rằng ta quyết sana qua sana quyết chay số cha ga tiếp ba đề số yat tha thi tăng napa sa hay ya mắc chu. Dạ, con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Na an ta li khe na sa mut da mach che na ba na pa ba ta nang vi wa rang pa vi sa. Dạ. Na là đoạn âm, an là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, lik là trường âm nhấn, khe là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm, bắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm, quá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, xá là đoạn âm.
Na ẩn ta lịch khế na sa mút đa mạch chế na pap ba ta na pap ba ta nặng quy qua rằng ba quy xa. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Na quy cha tỷ số cha ga tiếp ba đề số giác thát thi tăng nắp ba sa hay gia mạch chủ. Con xin được phân tích. Ná là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ti là trường âm thông thường, sô là trường âm thông thường, chá là âm, gá là đoạn âm, tiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, sô là trường âm thông thường, giá là trường âm nhấn, tháp là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, náp là trường âm nhấn, bá, xá là hai đoạn âm, hay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chú là đoạn âm. Na quýt cha tì sô cha ga tiếp ba đề sô yát thát tăng nắp bát sa hay gia mạch chủ gia mạch chủ gia mạch chủ. Cái này đọc là chú. Con xin đọc lại toàn bài ạ. Na ẩn ta lịch khế na sa mút đa mạch chế na pa ba ta nặng quý quả rằng ba quý sa na quý cha tỷ số cha ga tiếp ba đề số yat thát thi tăng napasa hay yamachu. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin được kệ ạ. Na ẩn ta li khê na sa mụn đa mạch chê na ba ba ta năng quỳ quả răng pa quỳ sa na quỳ cha ti so cha ga ti ba đê so yat tha ti tăng na ba sa hay gia mạch chu. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong ạ. Có gì sai kính mong Ngài Trí Đức cùng toàn thể trang chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo trang. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 128. Na an tha li khe na sa mut da ya mat che na pa pa ta nang vi wa rang pa vi sa na vi cha ti so cha ka pa ti pa de so ya tha ti tang na pa sa hay ya mat chu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na an tha li khe na sam mut da ya mat che na pa pa ta nang vi wa rang pa vi sa na đoạn âm an trường âm nhấn ta đoạn âm li trường âm nhấn khe trường âm thông thường na đoạn âm sa đoạn âm mut trường âm nhấn đá đoạn âm mat trường âm nhấn che trường âm thông thường ná đoạn âm bắp trường âm nhấn bá đoạn âm ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý đoạn âm quá đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bá đoạn âm quý trường âm nhấn xá đoạn âm na an tha li khe na sa mut da ya mat che na pa pa ta năng quý quá răng pa quý xá. Câu 3 và 4. Na quý
chát tì xô chát cáp tít bát đề xô yát tháp thi tăng nắp bát xa hay yát mắt chú ná đoạn âm quý sorry which trường âm nhấn chán đoạn âm ta ti trường âm thông thường xô trường âm thông thường chá đoạn âm gá đoạn âm tiếp nhấn bá đoạn âm đê trường âm thông thường xô trường âm thông thường gác trường âm nhấn thắt trường âm nhấn thí đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm nắp trường âm nhấn bá đoạn âm xá đoạn âm hay trường âm nhấn giá đoạn âm mắt trường âm nhấn chú đoạn âm năng viết cha tì xô cha cha tiếp bá đê xô dắt thắt thí tăng nắp bá xá hay giáp mắt chú na an tha li khe na sa mu ta ya ma che na pa pa ta nang wi wa rang pha wi sa na wi cha ti so cha cha ti pa de so ya tha thi tang na pa sa hay ya ma chu không trên đời giữa biển không lánh vào động núi không chỗ nào trên đời trốn khỏi tai thần chết của hòa thượng Thích Minh Châu Na an tha li khe na sam ma mun da ya man ne na bam pa ta nang vi wa rang pa win sa na win ja ti su ja gam tim pa de su yan than thi tang nam pa sa hay ya man chu Na an tha li khe na sam ma mun da ya man che na pam pa ta nang vi wa rang pa win sa na win ja ti su ja ga ti be su yan than thi tang nam pa sa hay ya man chu Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Alo, mọi người có nghe con rõ không ạ? Dạ, dạ cảm ơn Quang Thành. Con kính chào các sư, kính chào quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài kệ một kinh pháp cú 128 ạ. Na an ta li khe sa mục đam ma che na bát bát tăng năng quý vô răng ta quý xá na quý cho tí sô cho gặp tí bát đê sô cho thác thí tăng na bát xá hay giám mắt chú dạ, con xin phân tích ạ dạ, ná là đẳng âm ân là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, mét là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tất là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý quá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, quý là trường âm nhấn xá là đoạn âm
Na là đoạn âm, quý là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá gá là hai đoạn âm, tít tít là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đê xô là hai trường âm thông thường, chát thát là hai trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc thay giọng nguyên âm, nát là trường âm nhấn, bá xá là đoạn âm, hay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chú là đoạn âm. Dạ, con xin lặp lại. Na âm ta lít khê, na sa mút đa mấy chê, na tắp đa ta năng, quý quá răng, ta quý xá, na quý chát tí sô, cho gà tít bát đê sô, chát thát tí tăng, na bát xá hãy gia mát chú. Dạ, con xin đọc kệ. Dạ. Na âm ta lít khê, na sa mút đa mấy chê, na bập bát ta năng, quý quá răng, ta quý xa, na quý cha tí sô, cha gạt tí bát đế sô, cha thạc tí tăng na bát xa hề gia mắt chu. Dạ, con xin hết ạ. Có gì sai mong thầy quý đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Con xin trả lời mít ạ. Ca thứ bài hôm nay khó, nhưng mà quý vị đã thể hiện rất là tốt. Người cuối cùng là Quân Hạnh Pháp ha. Hôm nay có một cái giọng đọc rất là hay, phân tích rất là rõ ràng, và cái giọng kể cũng nổi bật luôn. Ca thứ. Bây giờ xin đọc lại và đi vào ý nghĩa từ vựng ha. Câu Phật ngôn 128. Na lít khê na sa mút đa mát khê na bắp bá tà năng quý quá rằng pa quý sa na quý giá tít sô cha giá tít bá đề sô giá thát thi tăng nắp bá sa hầy giá mát chú. Trong cái giọng đọc thì quý vị thấy chữ quý trà tí, quý vị đọc quý trà tí cũng được, tí hay tí cũng được, mặc dù chúng tôi sẽ nói là quý trà tí, nhưng mà quý vị đọc quý trà tí tức là đọc theo trong sách vở. Rồi bây giờ dạy kể thì mỗi người mỗi vẻ ha. Nhưng mà trong cái lối này thì tương đối nó ổn hơn chút. Na an ta lít khê na sa mút đa mát khê na bấm ba ta năng quy hoa răng pa quy sa na quên cha tí số cha gà tết ba đế số gia thán thi tăng nọc ba sa hay gia mật chủ. Đây là chúng ta đọc ở đây 533 với một cái âm điệu 533. Chúng tôi đọc lại ha, quý vị chú ý ha, có bằng điệu hết chứ không phải là không. An ta lít khê na sa mút đa mát khê na bấm ba ta năng quy hoa răng ba quy sa na quên cha tí số cha gà tịt ba đế số gia thán thi tăng nập ba sa hay gia mật chủ. Như vậy thì cái âm điệu ở đây chúng ta thấy rằng 533 ha. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Na an ta lít khê na sa mút đa mát khê. Câu đầu tiên
chữ na có nghĩa là không. Anh ta lít khê, anh ta lít khê có nghĩa là ở trên không trung, ở trên không trung, ở trên bầu trời. Na anh ta lít khê là không phải ở trên bầu trời, trên không trung. Rồi chữ na cũng là không. Samudra mache, samudra có nghĩa là biển, và mache là giữa biển, à, ở giữa, khoảng giữa. Samudra mache tức là ở giữa biển khơi, mà có chữ na có nghĩa là không ở giữa biển khơi. Na antarikhe không phải ở bầu trời. Na samudra mache không phải ở giữa biển khơi. Câu số 2. Na babbata nang vivarang pavissa. Chữ na có nghĩa là không. Babbata nang do cái từ babbata. Babbata là ngọn núi. Babbata nang là của những ngọn núi. Đây là cái kia sở hữu các số nhiều. Khati vi phati bahu vachana. Babbata nang của những ngọn núi. Ta chỉ ná chứ có nghĩa là không của những ngọn núi. Và cái gì nữa? Quy quá rằng, quy quá rằng là khe, hang, động, do từ quy quá ra. Rồi chữ pavissa. Pavissa đây là một cái động từ bất biến. Sau khi đã đi vào, sau khi đã đi vào khe hang động của những ngọn núi. Và câu số 3, nó quyết cho tiếp sổ cho các tiếp và đề sổ. Chữ na cũng có nghĩa là không. Quyết cho tí hay là quyết cho tí. Quyết cho tí tức là theo cái lối thơ văn thì người ta viết là Wichati. Nhưng mà chúng ta phải hiểu đây là cái động từ Wichati, có nghĩa là được tìm thấy. Được tìm thấy cái gì? So là người ấy ha, người ấy. Chagatipadeso, Chagatipadeso do cái từ Chagati tức là trái đất ha. Rồi Padesho do từ Padesha là khu vực hay là địa phương. Hai từ này đi chung. Chagatip Padesho là ở trên trái đất. Ở trên trái đất. Ở trên trái đất ha. Người ấy ha, không tìm thấy ở trên trái đất. Rồi sao nữa? Câu cuối cùng. Câu cuối cùng, gia tháp thi tăng nắp và sa hay gia mắt chú. Gia tháp thi tăng, do từ gia tháp thi tá. Chữ gia tháp cộng với thi tá. Ở đây, ý nghĩa là người đứng ở nơi đó, người đứng ở nơi ấy. Làm cái gì? Người đứng ở nơi ấy. Rồi nắp ba sa hay ya, nắp ba sa hay ya. Chữ nắp ba sa hay ya, chữ nắp do cái từ ná có nghĩa là không ha. Rồi tiếp theo ngữ ba nữa có nghĩa là chỉ sự nhấn mạnh của cái từ Sahaya. Chữ Sahaya là chiến thắng, là khuất phục. Thì ở đây bát Sahaya là áp đảo, vượt qua, trốn thoát hay là tránh khỏi. Vậy thì nắp bát Sahaya là không vượt qua, không trốn thoát. Và không vượt qua, không trốn thoát ai? Machu. Machu là tử thần. Machu là tử thần. Vậy thì
ở đây nó bắp bát ta năng quý quá rằng bao quý sa la quý chất tỳ số chất thất tiết bát đề số giác thất thi tăng nắp bát sa hay yama chu à ba câu sau á nó bổ sung ý nghĩa với nhau là không phải đi vào khe của các ngọn núi mà tử thần không thể áp đảo người đứng tại nơi ấy, không có khu vực ấy ở trên trái đất. À, như vậy thì chúng ta thấy là không có chạy trốn đâu được hết ha. À, vậy thì câu Phật ngôn 128 cho chúng ta ý nghĩa không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không phải đi vào các khe hang của những ngọn núi mà tử thần không thể áp đảo người đứng ở nơi ấy, không có khu vực ấy ở trên trái đất, không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không phải đã đi vào khe hang của những ngọn núi mà tử thần không thể áp đảo người đứng ở nơi ấy, không có khu vực ấy ở trên trái đất. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn vào núi vắng non đầu trùng khơi, có đâu một chỗ trên đời tử thần là trắng đến lôi kéo về. Trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn vào núi vắng non đầu trùng khơi, có đâu một chỗ trên đời tử thần lại chẳng đến lôi kéo về. Ngài Hoàng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: không trên trời giữa biển, không lấn vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Không trên trời giữa biển, không lấn vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. À, đây là cái câu Phật ngôn cuối cùng trong cái phẩm ác ha, ba bá quốc gia. Và sau khi học câu này xong thì tuần tới, à cái kỳ tới chứ, kỳ tới tức là thứ năm hả, bên này thứ ba, thứ năm thì chúng ta sẽ ôn lại phẩm ác này và chọn ra một câu để chúng ta thảo luận. À, quý vị quan hỷ ha, chọn ra một câu để chúng ta thảo luận, đi vào chủ đề. Và không biết là ai ha, không biết là ai bị chỉ đích danh để lên đưa ra câu Phật ngôn mà quý vị cảm thấy rằng tâm đắc, hoặc là quý vị cảm thấy rằng à câu Phật ngôn này có nhiều điều thắc mắc mà chúng ta phải chia sẻ. Rồi, bây giờ đi vào duyên sự của câu Phật ngôn 128 ha. Tại sao câu Phật ngôn này xuất hiện? Tức là khi mà Đức Phật ngự tại chùa Nirodha. À, Nirodha, quý vị biết thế nào đây? Alo, cái từ rô tha, đi rô tha là kỳ bàn nha, kỳ bàn, chữ ni rô tha, cái chùa này, quý vị viết cái tên đi, rồi đọc Bali đọc rất là trôi chảy, mà bây giờ viết cái chữ ni rô tha, viết làm sao đây? Alo, ngủ trang rồi. Còn ai thích không? Đúng rồi, Sức Kim. Hay quá, Sức Kim viết thật lắc. Sức Quang Thanh viết đúng nè. Sức Hồng Mai viết đúng nè. Huynh Phong, Huynh Phong sai rồi. À, Sức Quang Thanh cũng sai. Mà Sức Nirodha đi rồi thấy cái kỳ kỳ vậy tờ ô à, đi rồi thả, nói chung là chị Kim sai, chị Quang Thanh sai, chị Hồng Mai chặt Tân Phong cũng không đúng, rồi chị Quang Thanh sửa lại cũng chặt luôn. À,
Cái pháp nguồn khôn quá ha. Không biết là chữ mà đưa mấy cành hoa lên nữa nha. Ni cô tha cây bàn. Và cái chùa này xuất phát từ đâu? Chữ ni nè ha, chữ rê hả, chữ r hả, chữ ô hả, rồi chữ tha giống như phía sau. Ni cô tha. Kim Dung khỏe chưa? Âm thanh nghe rõ chưa? Cái chùa Nirodha. Nirodharama, đúng rồi. Có chữ chùa cho nên có chữ Arama. Nirodharama, đúng rồi. Chùa này là của ai tạo dựng ra? Alo, và cái chùa này ở tại nơi đâu? Có ai biết không? Trong tập phải biết xuất xứ. Chùa này do ai xây dựng? Và nó ở vị trí tại thành nào? Tức là chúng ta phải bắt phân biết xuất xứ. Chùa Nirodharama là một ngôi chùa ở tại Kapilavastu, tại Ca Tỳ La Vệ. Mà thành Ca Tỳ La Vệ thì do ai xây dựng? Alo, đó chính là Đức Vua Sư Phụ Đan Hạ. Thì chính tại thành Ca Tỳ La Vệ, tại cái chùa Nirodha, Đức Phật đề cập đến một vị vua tên là Subhabhutha. Subhabhutha biết sao đây? Alo, Subhabhutha trong thời kỳ của Phật có hai người trùng tên, đó là Đức Vua Subhabhutha và một người cũng là Subhabhutha, cha vợ của Đức Phật. Vậy cha vợ Đức Bồ Tát Phật mà sao có cha vợ nữa? Cha vợ của Đức Bồ Tát nhưng mà biết làm sao đây? Trời ơi, chứ kim đọc Bali nghe ào ào giống như rừng Trường Sơn ào ào lá đổ ha. Nhưng mà rồi đổ hết rồi, cho nên cái chữ Subhabhutha mà viết cũng không được nữa. Subhabhutha sao tu Sikmeta. Đây là ông vua nghe, đây là Subhabhutha. Nhưng mà cũng có một người tên là Subhabhutha, nhưng mà đây là một ông bà la môn cùi. Ông bà la môn bị cùi. Còn đây là ông vua lành lặn ha. Subhabhutha hay gọi là vua thiền giác ha. Vì hai lý do sau đây mà buộc con cái với Đức Phật. Một là ngài đã bỏ con gái Đức Vua là công chúa Yashodhara mà đi xuất gia. Hai là ngài đã cho con trai của Đức Vua là hoàng tử Devadatta xuất gia. Cho nên Đức Vua Subhabhutha căm thù Đức Phật. Bởi vì bây giờ con gái của Đức Vua tên là Yashodhara. Viết sao đây? Yashodhara. Đó là công chúa con của Đức Vua Subhabhutha. Và con trai của Đức Vua là Devadatta. Yashodhara rồi, sa tu. Sĩ Hồng Mai chính xác. Sĩ Kim thiếu chữ ra, chứ không phải là Yashodhara. Yashodhara nữ tính mình. Devadatta rồi, cũng chính xác luôn.
Tức là hai lý do để cho Đức Vua Subhaputta căm hận quan trái với Đức Phật. Đó là hoàng tử Devadatta đi tù, rồi Yasodhara công chúa ha, rồi Đức Bồ Tát cũng bỏ công chúa đi tù luôn. Cho nên Đức Vua Thiện Giác rất là căm hận Đức Phật. Đức Vua có ý nghĩa rằng bây giờ trẫm nhất định không cho Sa Môn Gotama đi đến chỗ tỉnh bác để thọ thực, tức là trên con đường đi khất thực á, thì Vua Thiện Giác truyền lệnh cho đóng cửa chặn đường đi của Đức Phật, ngồi ngay giữa đường để làm gì? Ngồi ngay giữa đường để mà nhậu nhẹt, uống rượu. Thì Đức Phật Chư Tăng đi đến chỗ để mà thọ bát, thì có tin báo trước cho Vua Thiện Giác hay rằng Đức Phật sắp đến. Đức Vua Subhaputta mới bảo rằng hãy đi đúng đường, nói cho Sa Môn Gotama biết. Sa Môn Gotama không phải lớn hơn chậm, chậm sẽ không cho nó đi qua cái lối này. Rồi Đức Vua cứ ngồi nguyên một chỗ mà lập đức, lập có ý nghĩ rằng mình là cha vợ, mình là ông vua, mình lớn tuổi hơn, con của mình cũng đi theo nữa, tức là đều là đàn bà đi theo Phật. Người lớn là trưởng thân, cho nên ngồi không cho Đức Phật và Chư Tăng đi đi qua con đường đó. Đức Phật thấy những người đến xin cậu mình cho phép đi qua đều không được chấp thuận, cho nên Đức Phật quay trở về. Đức Vua Subhaputta phái một mật thám đi theo dõi Đức Bổn Sư, hãy đi nghe ngóng những lời nói của Siddhartha rồi trở về đây phục lĩnh. Và lúc quay trở về thì Đức Phật mỉm cười. Ngài Ananda thấy lạ mới hỏi, và ngài do nhân gì mà ngài lại mỉm cười? Đức Phật mới hỏi lại, ngài Ananda, người có thấy Vua Thiện Giác không? Bạch ngài cũng thấy á, Đức Vua đã tạo ra một người rất là nặng, là dám cản đường của một vị Phật như ta. Từ đây cho đến 7 ngày nữa, tại chân cầu thang của đền Đức Vua, Vua Thiện Giác sẽ bị đập rút. Nghe lời riêng chi này, mật thám về báo lại cho Vua Thiện Giác. Đức Vua mới hỏi, lúc quay về thì cháu trẫm đã nói lên những cái gì? Mật thám nghe sao thì thuộc y lại như vậy. Khi mà nghe những lời báo cáo này, Vua Thiện Giác mới nghĩ thầm, thật cháu của ta chưa bao giờ nói sai sự thật, mà hễ nói điều gì thì đúng điều đó. Bây giờ đây ta sẽ quở trách Sĩ Đạt Ta về cái tội nói láo. Quả nhiên cháu ta đã tiên tri 7 ngày nữa ta sẽ bị đất rút. Nó không nói bằng cách mơ hồ mà lại xác quyết rằng ta bị đất rút ngay cái chân cầu thang của vương cung. Kể từ bây giờ trở đi ta sẽ không đặt chân đến đó. Và sau khi khỏi bị đất rút tại nơi đó, ta sẽ quở nó về cái tội nó láo. Đức Vua cho mang tất cả vật dụng của nhu yếu của mình lên tầng lầu thứ 7, rồi khiến dẹp cầu thang, đóng cửa cái lại. Và mỗi cửa của mỗi tầng lầu, Đức Vua bố trí hai người lực sĩ đứng canh và dặn họ, nếu mà thấy trẫm dễ vui muốn đi xuống lầu thì hai người hãy ngăn cản lại. Nói rồi Đức Vua ngự tọa trong tiêu phòng trên chốt lầu thứ 7. Đức Phật nghe câu chuyện như vậy thì phán rằng, này các vị kheo, dầu Vua Thiện Giác không ngồi trên đỉnh thượng của tòa lầu đài 7 tầng mà lấy ngồi giữa hư không, hoặc là đáp thuyền ra giữa biển lớn, hoặc là vào ngồi trong hang núi cũng mặc,
lời của chư Phật không bao giờ lưỡng ước, y như lời của ta đã tiên tri. Đức vua sẽ bị đất rút ngay tại chỗ mà ta đã nói. Và Đức Phật đã ngâm lên câu Phật ngôn 128 này để đưa lại cho bà con thấy chứ. Na an ta li kề na samut da mat kề na bap pa ta nang vi va rang pa vi sa na vi cha ti so cha la ti pa de so ya tha thi tăng na pa sa hay ya mat chu. Na an ta li kề na mut da mat kề na bap pa ta nang vi va rang pa vi sa na vi cha ti lo cha la ti pa de số gia thải khi tăng nằm mà xa hãy gia mạnh chủ không trên trời giữa biển không lánh vào động núi không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Và khi chấm dứt câu Phật ngôn này thì nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoa. Và ngày thứ bảy đã đến, thời hạn ngăn cấm con đường đi bát của Đức Phật Đa Mãn Đầu Đà. Một con ngựa báu mang tên là Mangala của vua Tiền Giác sanh kiến bất kham, cứ đá mãi vào tường vách. Đức vua ngồi trên lầu nghe tiếng động, hỏi quân hầu: cái gì vậy? Tâu hoàng thượng, con ngựa Mangala sanh kiến. Con ngựa này không ai chế ngự nổi, chỉ có thấy mặt của Đức Vua Tiền Giác thì nó mới chịu đứng yên. Và khi ấy Đức Vua muốn xuống lầu để bắt con ngựa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra để ngạch cửa. Hai cánh cửa tự động mở hoắt ra, nên Đức Vua lại đứng ngay đầu cột thang. Hai lực sĩ đứng gác liền nắm cổ Đức Vua ném xuống tầng dưới. Cũng cùng một cách như vậy, các bảy tầng lầu đều tự động mở cửa và các đầu cầu thang cũng lần lượt hiện ra trước mặt Đức Vua. Và ở mỗi tầng, hai người lực sĩ đều nắm cổ Đức Vua mà ném xuống phía dưới. Và thế là khi Đức Vua tụt xuống đến cầu thang ở dưới tòa vương cung thì mặt đất liền nứt ra một khoảng lớn, thâu hút cả thân hình của Đức Vua. Đức Vua Băng Hà sanh vào địa ngục A Tỳ. Trong giai sự này chúng ta thấy rằng Đức Vua giận Phật bỏ con mình, bắt nghĩa ra ngồi giữa lộ trình, cản Phật không cho qua lấy đất. Phật cười quay lại chỉ làm thinh. Trưởng lão A Nan bạch hỏi rằng: ngài cười có ý nghĩa gì chăng? Đến ngày thứ bảy thì vua chết, đất sụp chôn ngài dưới cuối thang. Quả nhiên Đức Phật nói không sai, tránh được tử thần chẳng có ai, dưới biển trên trời trong động đá, không nơi ẩn nấp sống dần dài. Câu Phật ngôn 128 dân sự chúng tôi cũng đã trình bày xong. Bây giờ còn 18 phút nữa, quý vị thấy rằng nghiệp bất khả tư nghị. Đây là một cái nghiệp mà quả báo nhãn tiền ngay trong kiếp sống này. Và quý vị thấy một vị Phật xuất hiện đem lại sự an lạc cho chư thiên và nhân loại, thế mà Đức Vua Tiền Giác đã cản đường không cho Đức Phật đi cất thực. Đây là một cái hành động mà quý vị thấy rằng đi bát, đi cất thực mà bị cấm đoán, và chính cái sự cấm đoán đó mới có cái hiện tượng xảy ra trong vòng 7 ngày. Bởi vì đụng đến Đức Phật, đụng với các bậc thánh, với cha, đụng với mẹ, hoặc là chia rẽ tăng, thì quý vị thấy
à, đó là một cái quả báo mà hiển hiện tiền ngay trước mắt trong vòng 7 ngày. Và với một cái người mà chấp thủ, à, nghĩ rằng con gái mình, con trai, à, con gái mình là công chúa, con trai mình là hoàng tử, mà bây giờ đi theo Đức Phật, à, à, để mà tu gặp. Và để mà đặt ra thì cũng tạo một ác nghiệp, cũng không thua gì cha của mình, à, đó là muốn giết Đức Phật để lên làm Phật, rồi lại chia rẽ chư tăng để mình có một cái địa vị ăn trên ngồi trước. À, cha nào con nấy ha. Rồi thì qua câu chuyện này quý vị thấy dù con trốn lên trên trời ở giữa biển vô trong các động núi, à, trong hang thẳm rừng sâu thì thần chết vẫn lưu được, à, à, chính tử thần cũng đã đến tỉnh Đức Phật, à, khi ngài 80 tuổi đến ngài nhập Niết Bàn thì ngài cũng không thể nào mà có như tánh thoát. Ngài nói rằng 3 tháng nữa, à, Như Lai sẽ nhập viện. Đối với tử thần, đối với thần chết mà Đức Phật còn phải nghĩ, à, xin 3 tháng nữa còn chúng ta năn nỉ được không? Không. 7 ngày là 7 ngày, dù có trốn cách mấy, thay vì các lực sĩ theo lời của vua Thiện Giác ra cầu thang thì đẩy lên, đời không có đẩy lên mà là đẩy xuống cho nó lẹ lên, à, khi mà ác nghiệp nó tới, à, chạy không gọi. Mà tại sao con ngựa măng cờ lá, con quậy ngày thứ 6, con quậy ngày thứ 8 mà nó chọn ngay ngày thứ 7, mà con ngựa này chỉ có một mình ông vua Thiện Giác mới trị được thôi. Bây giờ không trị nó đá vô tường, nó đạp, nó căng, nó quậy tùm lum như vậy. Thì ông ta ở trên này nóng ruột, mình là chủ nhân của nó, nhưng mà ác nghiệp nó đến rồi thì nó xui ra đủ cách. Và ngày thứ 7 là ngày thứ 7 thần chết đã chờ dưới cầu thang, cho nên vừa bước chân xuống, à, trên mặt đất đó thì chắc nó nứt ra liền. Vừa xuống tới chân cầu thang là chân chạm đất thì rơi vào địa ngục ngay. À, chúng ta thấy đây là một cái chuyện mà bất khả tư nghị ha, nghiệp ác nghiệp mà thần chết xuất hiện rồi thì chúng ta cũng phải bỏ nghiệp chung con. Alo, còn 14 phút, à, quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Hoặc là quý vị thấy không đủ thời gian thì có thể lấy câu Phật ngôn này để thứ năm tới chúng ta thảo luận. Quý vị có ý kiến sao? Alo, alo. Tức là chúng ta ôn lại cái phẩm ác này. Rồi chúng ta hoặc là câu Phật ngôn 128 hay câu 127, à, tại sao mà ngộ quá, à, nghe là một đám lửa nó cháy, rơm nó bay lên, à, lửa canh mà cháy bay lên, những cái rơm rạ nó bay lên như vậy, vậy mà con quả là chuông đầu vô trong, à, nó bay thiếu gì chỗ, vậy mà chuông đầu vô cái bụng rơm đó, cái rồi nó thiêu cháy, ha, ngộ quá ha. Rồi tại sao để dìm xuống nước xuống biển cho cá ăn còn có cột thêm một cái bình, à, đựng cát để cho nó chìm xuống không cho nổi lên, à, rồi cũng đặc biệt đó, à, tự nhiên một cái tảng đá nó ở trên núi rớt xuống bích luôn cả cái hang động, à, trong đó bởi vì tỳ kheo mới nghĩ qua đêm mà xin tá túc ở trong động đó thì cái tảng đá nó rớt xuống đã đè nó bích ngay cái hang động, à, ba làng bảy làng
mà đi gục mà đẩy tảng đá, tìm mọi cách để đẩy tảng đá, mà tảng đá không có xe dịch chút nào hết. À, rồi chán nản mệt mỏi là không được. À, nhưng mà đùng ra tới ngày thứ bảy, tảng đá tự nhiên nó lăn đi. À, chúng ta thấy thiện nghiệp ác nghiệp, à, những cái quả báo. Và đây nói về cái chuyện ác hơn, không ác mà. Cho nên khi mà ác quả nó trả thì để trả lại đâu cũng được hết. Ôi, sĩ quan tâm không nghe, ai còn nghe? Ô, có ai còn nghe không? Sĩ quan thanh nói nghe chán quá, không thèm nghe. Rồi sĩ kia nghe hả? Sĩ Lào Cai nghe hả? Rồi Quỳnh Huỳnh Pháp nghe hả? Rồi alo, mời Quỳnh Huỳnh Pháp có ý kiến. Alo, Quỳnh Huỳnh Pháp có ý kiến đi. À, học câu Phật ngôn này, đọc hôm nay Huỳnh Huỳnh Pháp đọc rất là hay. Rồi bây giờ ý kiến về câu Phật ngôn này thế nào, mời Huỳnh Huỳnh Pháp nha. Alo. Dạ, còn ý kiến nghiệp, đúng là khi tạo nghiệp ác thì thật là đáng sợ, dù mình có trốn tránh ở đâu không thì đến giờ thì thần chết thì vẫn có gõ cửa gọi mình thôi. Nhất là rồi khi ta xúc phạm đến các bậc gọi là tri thức, hoặc là như những người như Đức rồi các bậc A-la-hán, thì hậu quả nó còn nặng nề hơn. Và không biết đến lúc nào mới thoát khỏi được cái cửa địa ngục mà chính mình đã tạo nên nữa. Nên trong cuộc sống mình, con thấy nên mình phải cẩn thận hơn ạ. Trong lời ăn tiếng nói của mình, lỡ phải đụng chạm những bậc tôn túc mà có giới đức cao thì tội nghiệp của mình chỉ có nước đi xuống mà không biết còn đến lúc nào mà mới ngóc đầu lên được. Dạ, còn chia sẻ đến đây là hết. Dạ. Xà thủ Huỳnh Huỳnh Pháp, những lời chia sẻ rất là chính xác. Chính vì như vậy cho nên chúng ta mới hối lộ. Quý vị biết hối lộ bằng cách như thế nào? Khi tạo được một cái phước thiện nào, rồi nhất là trong cái rung này, tôi trình bày quý vị đừng có buồn. À, trong cái kia mà chúng ta hồi hướng á, tạo được phước thiện, chúng ta hồi hướng đến ai? Đức Vua Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Diêm Vương, những vị đó có cần phước báo của chúng ta hay không? Mà Đức Vua Trời Đế Thích á, là một cái vị mà quý vị biết, đó là một vị thánh tu đạo, một vị thánh rất cần hả? Cần cái gì? Trong khi cái bài Kinh Châu Báu á, Đức Vua Trời Đế Thích đã coi như là ba đoạn sau Đức Vua Trời Đế Thích đã coi như thêm vô, và Đức Phật đồng ý. Tại sao? Bởi vì trong cái bài Kinh Hồi Hướng đó, chúng ta biết rằng Đức Vua Trời Đế Thích, Diêm Vương, các vị Dạ Xoa, các vị Long Vương, vân vân. Thì bây giờ mục đích của vấn đề hồi hướng
là cầu cho Phật giáo được trường tồn xa xà năng, rồi cầu cho các vị vua chúa mà chúng ta sống hoặc là thầy tổ mà chúng ta cảm thấy rằng có ơn nghĩa, rồi đến thân bằng quyến thuộc này, nha thái vô này ha, rồi đến tất cả những chúng sanh hữu duyên và chính bản thân của chúng ta. Thì như vậy ở đây hồi hướng có nghĩa là khi mà chúng ta tạo được thiện pháp mà chính Đức Vua Trời Đế Thích, các vị Dạ Xoa, các vị Long Vương có thần lực đều có trách nhiệm là bảo vệ cho Phật giáo được truyền chí rằng thần tu xà sa nằng, bảo vệ cho Phật giáo được trường tồn. Và trường tồn ở đây có nghĩa là 5.000 năm, chứ không phải là coi như là chỉ 5.000 năm rồi thấy muốn cho trường tồn, kéo thêm 1.000 năm nữa là 6 không có. Tức là duy trì Phật giáo trong vòng 5.000 năm để làm gì? Có cơ hội tạo thiện sự, có cơ hội tạo thiện sự. Thì chúng ta biết rằng trong tứ chúng ha, thiện nam tín nữ ha, đó là cư sĩ, tỳ kheo ni, đó là tu sĩ. Vậy thì trong vòng sanh tử luân hồi này, dù là chư tăng, dù là cư sĩ, chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật giáo pháp và chư tăng, thì chúng ta phải bảo vệ cho Phật pháp được trường tồn xa xa nào. Rồi pháp được trường tồn do công đức của ai? Do ông vua này, ông trị vì đất nước này, chúng ta ở trong nước này ở. Do ông thầy này, do cái vị sư này có nhiều ơn nghĩa, đã hiểu được giáo pháp, thì chúng ta cũng phải tri ân, tức là ra chánh nô hay là rắc thạc kê hay là garu. Garu là nói về những ông thầy. Rồi ai sẽ gọi hoàng ta sẽ chú ý. Cũng muốn hết kìa. Thôi sẽ có một khoảng thời gian nào đó chúng ta nên đổi lại cái cách mà chúng ta hồi hướng. Chắc là hồi hướng về chư thiên thì quý vị thấy rằng chư thiên Long Vương có đại thần lực ở trên hư không và địa cầu này, hãy hoan hỷ phước báo của chúng tôi, cầu xin các vị thường hộ trì cho giáo pháp của Đức Phật được lâu dài, Đức Vua được an vui, rồi Thầy Tổ cũng được an vui, quyến thuộc chúng sanh và chính chúng tôi cũng được an vui do thiện sự này. Hồi hướng tức là chúng ta hướng về những vị hữu ân của chúng ta, và trong khi đó các vị chư thiên, các vị Long Vương có đại thần lực ở trên hư không và quả địa cầu này, xin quý vị hãy hoan hỷ phước báo của chúng tôi, rồi cầu xin các vị hãy hộ trì do giáo pháp của Đức Phật được lâu dài. Ở đây chúng ta cứ hổ lộ cho Đức Vua Trời Đế Thích, cứ đại thiên vương, các vị coi như là diêm vương, bởi vì bảo đảm trước sau gì chúng ta cũng đi xuống dưới, cho nên bây giờ hối lộ trước là an toàn. Cũng lắc hương đào luôn chứ không phải nói là hối lộ như vậy là các ngài đã nhận được quà rồi thì bây giờ giảm tội, không có đâu. Phước ai nấy hưởng, tội ai nấy chịu, chứ không thể nào chúng ta coi như là ăn dùng cho người khác no. Rồi, ở đây nói về cái phẩm ác thì
con bò mà nó sinh trứng mà dạy nó không được thì thôi, ai ngờ đem quấn rơm để mà đốt con bò cho nó chạy trời vậy. Rồi con chó đi theo mình là vì nhân duyên nó thương, nó mến mình, nó đi theo mình. Rồi bị mấy anh chàng thanh niên kia chọc, ô đi săn hay sao dẫn theo con chó vậy, ô cũng nổi khùng lên à. Kêu con chó lại cột một bình, bình đựng đầy cát, rồi thảy xuống dưới hồ cho con chó chết với cái cho mới thế này mà gọi là mình đi săn hay sao mà đi đâu cũng dám đi chó. Rồi ham vui thấy con kỳ đà rước theo, kỳ đà nó chuông vô trong cái gò mối. Rồi bảy cái anh chăn trâu này mới bít hết mấy cái lỗ, nghĩ rằng bây giờ chiều mình không bắt được nó, thôi để ngày mai bít mấy cái lỗ. À, con kỳ đà bị nhốt ở trong cái gò mổ suốt 7 ngày, bởi vì các mục đồng này mỗi ngày cho trâu bò ăn một vị trí khác nhau, và đến ngày thứ 7 trở lại cái vị trí cũ. À, nhớ ra thấy gò mổ, nhớ ra con kỳ đà, rồi mở các cái lỗ ra, con kỳ đà thấy ánh sáng ngóc đầu ra, bò không muốn nổi, ngất ngư gần chết, còn xương bọc da. Và những đứa trẻ này mới chắc ẩn, ăn thịt thì còn thịt còn này chứ, đấy đó, 7 ngày còn thịt còn gì đâu, ốm nhom xương quý già, thấy tội nghiệp thả. À, thì đó là những cái điều mà chúng ta đã thấy câu Phật ngôn 127 thể hiện. Và thêm một tội lỗi của Đức Vua Thiện Giác, ngôn 128. Và câu Phật ngôn đó đã kết thúc cái phần mát. À, thì kỳ tới quý vị sẽ chọn một trong những câu của phần mát để chúng ta thảo luận. À, và mong rằng mỗi vị đều có một cái ý kiến khi đưa cái đề tài đó, thì chúng ta hãy tích cực. Bởi vì trong cái vấn đề mà học hỏi thì quý vị nên nhớ, chúng ta đọc sách 3 năm không bằng nói chuyện trong một tiếng đồng hồ. Bởi vì trong cái phần thảo luận đó chúng ta học rất là nhiều. À, mong quý vị hãy tham gia ha. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây sẽ kết thúc với câu Phật ngôn này, là một bài học để chúng ta chiêm nghiệm về kinh nghiệm. Mặc dù nó là bất khả tư nghị, nhưng mà nói năng hành động suy tư, à, chúng ta nên cẩn trọng để đem lại những sự an vui cho chính bản thân mình. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phước quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hành bố thí và tham thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nã sa ca va chê nã sô thi vô phô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, chính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiên hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô